Thưa quý vị, năm học mới chỉ chưa bắt đầu hơn một tháng, nhưng liên tiếp các vụ ngộ độc hoặc nghi ngộ độc tập thể đã được ghi nhận ở nhiều trường học. Không chỉ ở ngoài cổng trường mà nhiều bếp ăn trong trường học cũng cho thấy nguy cơ mất an toàn. Đây là hồi chuông báo động về mối nguy cơ rình rập đe dọa sức khỏe học sinh sinh viên nếu các đơn vị cung cấp suất ăn và nhà trường không có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Cuối tháng 9 vừa qua, hơn 20 học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện. Sau khi kiểm tra tại căng tin của trường, đoàn kiểm tra nhận thấy cơ sở chưa đảm bảo vệ sinh. Xung quanh khu chế biến có một lò đốt rác sinh hoạt có nhiều ruồi. Ngoài ra, nguồn nước sử dụng cho việc nấu ăn cũng chưa đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, một số loại thực phẩm mua vào không chứng minh được nguồn gốc. Gần đây nhất trong 2 ngày 9 và 10 tháng 10, 50 học sinh sinh viên của trường Cao đẳng Lào Cai và Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề giáo dục thường xuyên cũng đã nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại căng tin của trường, lấy các mẫu nước và toàn bộ thực phẩm đã được sử dụng để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Đồng thời, tạm ngừng hoạt động của căng tin nhà trường trong quá trình điều tra. Cũng trong ngày 10 tháng 10, 5 học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện cấp cứu do nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa ở căng tin trường. Liên tiếp các vụ việc xảy ra chỉ trong chưa đầy một tháng đang gióng lên hồi chuông báo động về mối nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các trường học hiện nay. Một bạn đọc kiến nghị: thực phẩm bẩn gây nhức nhối xã hội, mong ngành chức năng siết chặt và đổi mới cách kiểm tra an toàn thực phẩm. Tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Mai Hương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, để tránh ngộ độc thực phẩm tập thể tại các trường học, đầu tiên nhân viên trường học, nhà bếp hoặc đơn vị cung cấp suất ăn cần tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong chế biến, sản xuất và kinh doanh thực phẩm, trong cả quá trình từ chuẩn bị, tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, nấu, vận chuyển và phục vụ bữa ăn. Bà Bùi Thị Mai Hương khuyến cáo, thời gian vận chuyển thức ăn từ nơi nấu đến nơi phục vụ bữa ăn cho học sinh không được quá 2 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, thức ăn phải được bảo quản ở nhiệt độ an toàn. Quan trọng hơn, cần loại bỏ tất cả các loại thực phẩm có mùi vị lạ, quá hạn hoặc bảo quản quá thời gian cho phép. Những ngày qua, dư luận xôn xao khi nhiều sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh phải ăn cơm canh thừa. Sự việc khiến ai nấy đều bức xúc, nhất là trong bối cảnh số vụ ngộ độc đang gia tăng. Theo thống kê của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 2.100 người mắc và 6 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, số ca ngộ độc tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Sau mỗi vụ việc, cơ quan chức năng đều tăng cường giải pháp chấn chỉnh. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn còn rình rập, đòi hỏi sự chung tay nỗ lực nhiều hơn nữa của các lực lượng liên quan để giảm mối lo thực phẩm không an toàn xâm nhập vào học đường.